Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ gửi thư điện tử. Xét xử vụ án hàng chục công chức hải quan buôn lậu. Cảnh báo tình trạng người lao động tại các khu công nghiệp nhiễm HIV tại Hải Dương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 tháng áp dụng việc gửi thư mời họp và tài liệu thông qua hệ thống thư điện tử và tin nhắn điện thoại, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiết kiệm được gần 190 triệu đồng. Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, được báo cáo tại hội nghị trực tuyến về công tác cải cách hành chính diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 10. Thông tin tại hội nghị, trong 2 tháng từ 20 tháng 7 đến 20 tháng 9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành khoảng hơn 3.000 thư điện tử mời họp, tổng chi phí khoảng hơn 5 triệu đồng. Trong khi đó, với số thư mời và tài liệu trên, nếu gửi theo đường bưu điện thì chi phí phải trả là gần 190 triệu đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi năm có thể tiết kiệm được gần 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó là sự tiết kiệm thời gian, công sức lao động, góp phần nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính. Đánh giá về công tác cải cách hành chính nói chung, theo các đại biểu, thủ tục hành chính dù đã được rà soát, bổ sung sửa đổi, tuy nhiên vẫn còn nhiều lĩnh vực văn bản còn chồng chéo, bất cập. Tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 ở nhiều địa phương, sở ngành còn chậm. Điều này cần phải được khắc phục khẩn trương triệt để trong thời gian tới. Tại thành phố Đà Nẵng, câu lạc bộ doanh nhân 2030 thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố được thành lập cách đây 6 năm. Đến nay đã trở thành một mô hình tiêu biểu trong việc kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ với hơn 140 thành viên. Không chỉ kết nối hỗ trợ trong lĩnh vực kinh doanh, các thành viên còn luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp ngày một lớn mạnh hơn. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện thiết thực và thực hiện những dự án kết nối cộng đồng doanh nghiệp xuyên quốc gia. Thông qua các hoạt động hiệu quả, câu lạc bộ doanh nhân 2030 đã và đang trở thành nơi kết nối các dòng trẻ của thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm nay, Quỹ Khám Chữa Bệnh Bảo hiểm Y tế tại 37 tỉnh, thành phố đã bộ chi hơn 3.400 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này được xác định là do những hành vi lạm dụng trục lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh. Bỏ tiền thuê xe, hỗ trợ tiền, tặng quà khuyến mại để thu hút người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, mặc dù họ không có bệnh hoặc không có nhu cầu đi khám, nhằm trục lợi hàng tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm Y tế. Đây là tình trạng đã xảy ra ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh tại 37 tỉnh, thành phố, gây bộ chi hơn 3.400 tỷ đồng, tiêu biểu là tại Cà Mau, Quảng Nam, Thanh Hóa, Bắc Giang. Hành vi trục lợi này đã và đang gây áp lực lên ngân sách địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của hàng triệu người có thẻ bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do triển khai chính sách thông tuyến khám chữa bệnh, nên đã có tình trạng một số người bệnh đã đến nhiều cơ sở y tế để khám bệnh, lấy thuốc, dẫn đến được khám và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao. Thậm chí nhiều trường hợp tẩy xóa thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn, mượn thẻ của người khác để đi khám chữa bệnh. Hiện cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kiểm soát chi phí, xử phạt nghiêm vi phạm, nhưng rất khó để dẹp tận gốc nạn trục lợi này. Tháng 8, tháng 10 hàng năm, thị trấn Đoan Đơn Dương, Lâm Đồng luôn nhộn nhịp với không khí mua bán hồng ăn trái. Nhưng năm nay, bà con lâm vào cảnh mất mùa và bị ảnh hưởng vì nhiều thông tin thất thiệt. Đoan Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được xem là thủ phủ của cây hồng ăn trái với diện tích trên 1.000 hecta, tồn tại hơn 60 năm qua và nghề trồng hồng cũng thăng trầm theo bao mùa quả. Hiện nay, những loại hồng có tên tuổi như Tám Hải, Chín Nên đang gặp nhiều khó khăn. Việc duy trì làng nghề vẫn là bài toán khó với nông dân. Do là nó mất mùa cho nên là cái giá của nó cũng hơi cao. Mà thị trường thì nó cứ bị ảnh hưởng là do người ta cứ nói là hồng ở đây là nhúng thuốc này khác. Cho nên là người ta ngại ăn. Cái thực tế thì đâu có đâu. So rồi cái mặt hồng thì giá cả với các nông sản khác thì mặt hàng hồng này nó cũng không còn duy trì như mấy thời gian trước được. Dưới sức ép của cạnh tranh và nông sản mập mờ từ Trung Quốc, trái hồng Phú Thuận Rờ Rang hiện đang bị mang tiếng oan với những thông tin như nhúng thuốc bảo quản, thuốc làm bóng quả, nên những người dân vẫn mong chờ được xây dựng và bảo hộ thương hiệu hồng Phú Thuận Đơn Dương để còn hy vọng và tâm huyết với nghề trồng hồng. Hiện nay, thị trường thuốc có nhiều loại với nhiều nơi bán không cần toa bác sĩ. Ngoài ra, các loại thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc đã khiến cho nhiều bệnh nhân phải cấp cứu vì suy thận khi dùng bừa bãi những loại thuốc này. Mỗi tháng, phòng khám khoa thận lọc máu bệnh viện Thống Nhất khám khoảng 2.000 lượt người, trong đó 10-15 người dùng thuốc không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng đến chức năng gan thận. Bà Võ Thị Đát, hơn 70 tuổi, ngụ Khánh Hòa, nhập viện trong tình trạng suy thận rất nặng. Trước đó, bà đã sử dụng hơn 10 tháng thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Đâu có mới mấy tháng à, tại thuốc nặng mình yếu quá. Mình yếu quá rồi, giật cái
qua những cái nghe những cái lời truyền miệng với nhau, hoặc là từ các cái thầy lang họ sử dụng cái thuốc không có rõ nguồn gốc, thì tất cả những cái điểm này họ đến một cái đi đến một cái hậu quả là người ta phải nhập viện rồi, phải đi khám bệnh lại vì cái thần nó suy. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tỉnh táo trước các loại thuốc không rõ nguồn gốc, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và không sử dụng những loại thuốc có ghi ngờ về chất lượng. Phần tin an ninh trật tự và an toàn giao thông sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 10, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 40 bị cáo, trong đó có 28 bị cáo nguyên là cán bộ công chức ngành hải quan của tỉnh An Giang và TP.HCM trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. Các bị cáo bị truy tố về các tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc quản lý hàng xuất khẩu cũng như hoàn thuế giá trị gia tăng, từ tháng 6 năm 2013, Trần Thị Bích Tuyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát tìm cách móc nối với Lê Dũng, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, Hứa Châu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Lâm Kim Ngọc, thỏa thuận ký các hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống nội dung là mặt hàng thuốc lá có giá trị cao cho công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Sau đó, công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn ký hợp đồng bán khống sang hai công ty tại Campuchia để làm thủ tục xuất khẩu, nhưng hàng hóa thực xuất là mặt hàng rẻ tiền hoặc không có giá trị kinh tế. Từ đó, phía công ty của Lê Dũng sẽ làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của nhà nước, chia nhau hưởng lợi cá nhân. 28 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan đã ký duyệt các tờ khai kiểm hóa hàng hóa xuất khẩu, nhưng không mở container và từng kiện hàng kiểm tra hàng hóa, chỉ xem bên ngoài ký xác nhận đã kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, ký khống tờ khai hải quan cho công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn để được hưởng lợi. Ngày 13 tháng 10, ngày xét xử thứ hai, tòa tiến hành xét hỏi các bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11 tháng 11. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 2 chiếc ô tô vận chuyển gỗ lậu, đồng thời bắt giữ 7 đối tượng liên quan cùng trú ở huyện Krông Bông. Nhóm này khai nhận được một người chủ thuê để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng đi tiêu thụ. Qua xác minh, trên 2 ô tô chở 214 phách gỗ đã xẻ thành hộp với khối lượng 55 mét khối từ nhóm 2 đến nhóm 4, gồm bơ mu, kiền kiền, gáo vàng, dỗi. Điều đáng nói là một khối lượng gỗ lớn với thời gian dài lâm tặc khai thác, tập kết, vận chuyển ra khỏi rừng, nhưng chính quyền địa phương không hề phát hiện, ngăn chặn xử lý từ đầu. Chiều ngày 12 tháng 10, Cảnh sát Giao thông huyện Phú Lộc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thừa Thiên Huế cho biết đã bàn giao đối tượng trộm tài sản liên tỉnh do đơn vị bắt được cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra giải quyết. Ngày 12 tháng 10, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông tại phía bắc hầm đường bộ Phú Gia phát hiện thanh niên điều khiển xe mô tô SH biển kiểm soát 92B1-13696 đi từ hướng Đà Nẵng, Huế có dấu hiệu khả nghi. Tổ cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe. Thanh niên này không xuất trình được giấy tờ liên quan nên đi để lại chiếc xe. Qua liên lạc với phòng nghiệp vụ, cảnh sát giao thông được biết chiếc xe SH vừa bị mất trộm tại Quảng Nam. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác kiểm tra xe khách biển kiểm soát 92B00848 chạy hướng Đà Nẵng, Huế và tiến hành bắt giữ Hồ Sĩ Công, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nghệ An, khi cố tình đập cửa trốn thoát. Tại cơ quan công an, Công cho biết ngoài chiếc xe SH và 7 chỉ vàng lấy của một gia đình tại Quảng Nam, đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm ở Quảng Nam như iPhone 6S, Oppo, Philips, một máy ảnh Samsung và ví da chứa 20 triệu đồng để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vào khoảng 10 giờ 45 ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Phi Hùng, 51 tuổi, quê Lâm Đồng, lái xe tải 24 tấn, biển kiểm soát 51C57660, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng về Phú Yên. Khi đến trạm thu phí Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, ô tô mất thắng đã tông thẳng vào quầy bán vé của trạm thu phí. Cú tông mạnh làm cabin quầy bán vé đổ nát hư hỏng, xe tải biến dạng phần đầu. Tai nạn khiến hai nữ nhân viên bán vé bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thị xã Ninh Hòa. Vụ việc cũng khiến hệ thống điện ở trạm thu phí bị hỏng. Việc thu phí các xe hướng về thành phố Hồ Chí Minh bị gián đoạn để tránh ùn tắc, trạm đã miễn thu phí nhiều giờ. Thưa quý vị, người nghiện ma túy, người bán dâm, dân di biến động và người tình dục đồng giới nam là 4 nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao với HIV. Theo nhiều kết quả giám sát trọng điểm và giám sát phát hiện tại tỉnh Hải Dương, đã xuất hiện những mẫu HIV dương tính từ nhóm dân di biến động, trong đó có người lao động tại các khu công nghiệp.
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương hiện đang tiếp nhận và điều trị cho 895 bệnh nhân, trong đó người nhiễm HIV chủ yếu là nhóm trong tuổi lao động từ 15 đến 49 tuổi. Tỷ lệ nhiễm được phát hiện ở nữ có xu hướng tăng. Qua giám sát trọng điểm các năm, tỷ lệ hiện nhiễm HIV của nhóm nguy cơ cao giảm ở nhóm nghiện chích ma túy và ổn định ở nhóm mại dâm. Tuy nhiên, nhóm tình dục đồng giới nam xu hướng tăng năm 2010 là 0,67%, đến năm 2013 tỷ lệ là 1,33%. Nhóm di dân biến động ở một số lao động tại các khu công nghiệp cũng đã bắt đầu xuất hiện và có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Những người nhiễm đối với trên địa bàn tỉnh mà chúng tôi phát hiện được thì đa dạng ở tất cả các nhóm đối tượng. Không hẳn chỉ có những người ở nguy cơ cao là ma túy, mại dâm mà bao gồm kể cả những công nhân ở các khu công nghiệp. Cái việc không bộc lộ danh tính cũng là một cái khó khăn trong cái việc phòng chống HIV. Bởi vì rất khó cái việc mà tiếp cận tuyên truyền cho những cái nhóm của những người mà giấu danh tính này. Mà như vậy thì là cũng là một cái nguồn lây để lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện tỉnh Hải Dương có 13 khu công nghiệp, tuy nhiên công nhân làm việc tại đây hiện vẫn chưa được tiếp cận nhiều với những kiến thức về phòng chống HIV/AIDS. Một trong những nguyên nhân là khó khăn trong việc tiếp cận và thiếu nhân lực làm công tác tuyên truyền. Cái truyền thông khu công nghiệp thì chúng tôi đã làm nhiều năm nay rồi, có một khoa truyền thông can thiệp quy động cộng đồng và chúng tôi ở bộ phận khoa khám bệnh tư vấn, chúng tôi khi tiếp nhận là ca dương tính, chúng tôi hỗ trợ cùng phòng truyền thông đi tư vấn, đi giám sát hỗ trợ. Tuy nhiên thì cái nhân lực của chúng tôi ở phòng truyền thông rất là ít, không đủ để bao phủ khu công nghiệp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Phát động phong trào thi đua, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu tháo gỡ tòa nhà Thương Sa Tắc để xây dựng mới. Đà Nẵng thành lập tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch.